Lúc ta chuẩn bị rồi thì đứa khác như vậy. Hơi nhiều quá nghe, hơi lố quá nghe, hơi dư quá nghe. Một hai miếng à. Bỏ qua bên kia đi, chứ bỏ này hơi nhiều, chị chưa sử dụng. Thôi em kêu kêu em à, thằng cô ném viêm gì vậy, đâu có nhiều đâu. Đau chưa em trai? Dạ, không đau lắm. Thôi mụn câu mụn dễ ra. Không thể dùng lực quá nhiều. Mới thấy đông nó gì vậy, hết rồi. Đi ra. Thay thế à, thay thế mãi giờ thay thế cứ 3 phút người ta thay chứ, nãy được 3 phút. Muộn à, chị thấy cùng rứa rứa bên một cái chứ. Được cái thôi. Sao phút nữa không thấy nó vẽ hết mụn đây nè. Thank you.
Mình là con Trang này, Nhân này, với lại đứa mồ nữa ta, không biết ngoài thằng Hằng, ba đứa hả? Không biết cầm máy. Chạy nước mát rồi nè.
Thank you.